Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 3.000m, từ khoảng tối nay đến hết đêm mai 30 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi là trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày mai chưa có nhiều biến động, thời tiết mát mẻ với nhiệt độ không quá mức là 32 độ. Tại miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, ban ngày trời có nắng, có mưa dông vài nơi. Từ chiều tối ngày mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi sẽ có mưa to. Còn khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ở trên toàn bộ khu vực Trung Bộ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 24 giờ tới, gió Tây Nam có xuống hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết ở trên toàn khu vực phổ biến sẽ có mưa rào và dông vài nơi, về chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là 29 đến 32 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, trong đêm nay ngày mai có mưa rào và dông vài nơi ở phía đông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Bắc cấp 5 đến cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ở vùng biển phía Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động hàng hải, phổ biến không mưa, gió Tây Nam ở mức là cấp 3 và cấp 4. Nhiệt độ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần lượt là 25 đến 31 độ và 26 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi sẽ có mưa rất to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.